Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương hăng say tập tổng duyệt bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Cả Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương đều biểu diễn hai tiết mục riêng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 hôm nay. Để chuẩn bị cho đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 diễn ra tối nay, 3 tháng 12, ban tổ chức và các thí sinh đang tích cực tập luyện, hoàn thiện mọi công tác nhằm mang đến cho khán giả một đêm bán kết hoành tráng và đặc sắc nhất. Hiện, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm bán kết, với sự đầu tư chu đáo và nghiêm túc, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Điểm đặc biệt ấn tượng là, sân khấu được thiết kế lấy hình ảnh chủ đạo từ viên kim cương, ưu tiên mở rộng không gian, lược bỏ bớt hàng ghế gần sân khấu cũ, để tạo đường oác dài giúp thí sinh khai thác tối đa kỹ năng trình diễn. Tuyến catwalk của thí sinh bắt đầu từ vị trí xuất hiện đến hết đường oác dài 60m. Ngày 2 tháng 12, trước thềm bán kết một ngày, các ca sĩ, vũ đoàn đã có mặt tại sân khấu để tập duyệt chương trình và tổng duyệt sân khấu. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của đạo diễn Trần Vi Mỹ, các nghệ sĩ đã bắt nhịp với kịch bản chương trình và chạy đường dây di chuyển, tuyến bài trên sân khấu. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương, Tia Hải Châu là những người sẽ trình diễn trong đêm bán kết. Họ sẽ mang đến chương trình những bài hát hit làm nên tên tuổi, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và các phần thi trong chương trình. Hoàng Thùy Linh sẽ biểu diễn hai ca khúc, Bánh Trôi Nước và Tứ Phụ, còn ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ khuấy động sân khấu bằng bản Mashup Let Me Love You và Attention. Với giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, ca sĩ Tia Hải Châu sẽ hát ca khúc Flashlight, cùng sự kết hợp các hiệu ứng LED đẹp mắt và hiện đại. Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 diễn ra tại Nha Trang, sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 0 phút hôm nay, ngày 3 tháng 12 trên kênh VTV9. Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương hăng say tập tổng duyệt bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Cả Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương đều biểu diễn hai tiết mục riêng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 hôm nay. Để chuẩn bị cho đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 diễn ra tối nay, 3 tháng 12, ban tổ chức và các thí sinh đang tích cực tập luyện, hoàn thiện mọi công tác nhằm mang đến cho khán giả một đêm bán kết hoành tráng và đặc sắc nhất. Hiện, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm bán kết, với sự đầu tư chu đáo và nghiêm túc, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Điểm đặc biệt ấn tượng là, sân khấu được thiết kế lấy hình ảnh chủ đạo từ viên kim cương, ưu tiên mở rộng không gian, lược bỏ bớt hàng ghế gần sân khấu cũ, để tạo đường oác dài giúp thí sinh khai thác tối đa kỹ năng trình diễn. Tuyến catwalk của thí sinh bắt đầu từ vị trí xuất hiện đến hết đường oác dài 60m. Ngày 2 tháng 12, trước thềm bán kết một ngày, các ca sĩ, vũ đoàn đã có mặt tại sân khấu để tập duyệt chương trình và tổng duyệt sân khấu. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của đạo diễn Trần Vi Mỹ, các nghệ sĩ đã bắt nhịp với kịch bản chương trình và chạy đường dây di chuyển, tuyến bài trên sân khấu. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương, Tia Hải Châu là những người sẽ trình diễn trong đêm bán kết. Họ sẽ mang đến chương trình những bài hát hit làm nên tên tuổi, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và các phần thi trong chương trình. Hoàng Thùy Linh sẽ biểu diễn hai ca khúc, Bánh Trôi Nước và Tứ Phụ, còn ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ khuấy động sân khấu bằng bản Mashup Let Me Love You và Attention. Với giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, ca sĩ Tia Hải Châu sẽ hát ca khúc Flashlight, cùng sự kết hợp các hiệu ứng LED đẹp mắt và hiện đại. Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 diễn ra tại Nha Trang, sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 0 phút hôm nay, ngày 3 tháng 12 trên kênh VTV9.